Sáng hôm sau, các thành viên rời khỏi Bảo Lộc Homestay và di chuyển lên Đà Lạt để có những trải nghiệm mới. Các bạn tranh thủ ghé trung tâm thành phố Bảo Lộc để mua đồ ăn sáng. Cho em một cái bánh giò với một cái bánh bao. Ba cái bò chung không? Cho em một hộp cháo thịt bằm đi. Ủa, cháo này là cháo đặc hả chị? Không, em đâu. Ok. Còn bơm nó 23 thôi. 3 là 96. 96. 69 hả? Thường người ta thường người ta đoán tuổi em là thường lớn hơn nhỏ hơn. Có người đoán nhỏ, có người đoán lớn, tùy cách ăn mặc trang điểm thôi. À, hơi tiếc là tại vì đã được bắt cặp với xe rồi, là người là cô gái cuối cùng mà anh chưa nói chuyện riêng, thì tiếc tại vì hôm nay không có không gian riêng để nói chuyện, chỉ là ở bên cạnh nhau rồi nói vài câu giỡn thôi, nhưng mà vẫn là chung với mọi người. Và xe là một người mà An rất là hào hứng để nói chuyện thêm, tại vì An thấy xe rất là thông minh, rất là thú vị. Và cũng tiếc một phần nữa là tại vì xe đang bị bệnh, thì cái bệnh này thì thật ra thì cũng không nên gần quá lâu, nên nói chung là anh thấy cũng hợp lý. Nhưng mà mong là tối nay hay là ngày mai sẽ có thời gian riêng với xe. Cô thấy lâu vậy? Ai mua? Ai mua sao chỗ nào? Em ăn thì nói đại đi. Có giận không? Chị đâu giận, tôi chỉ giận. Chị thấy họ nói chuyện với ai cũng vui vẻ, tôi đi tới chuyện với mình cái khó chịu. Thời gian nói chuyện với em không khó chịu. Khó chịu đó, khó chịu thiệt mà. Mới khó chịu luôn á. Thấy không, mấy bữa nay nói chuyện với em khó chịu rõ ràng. Bây giờ em phải khó chịu lại chứ giờ sao? Nè, thằng em 2 tỷ. Đâu? Nhớ nha, nhớ là chúng 2 tỷ. Chúng lời mai mình ở luôn. Đừng có khó chịu nữa nha không? Đừng khó chịu nữa nha không? Bây giờ anh thích khó chịu em rồi đó. Tình ok, đó. Chừng nào em thấy cảm thấy là vừa đủ thì em sẽ thôi bình thường với anh lại. Anh xin lỗi. Cái gì tự nhiên xin lỗi em? Em lỗi gì đây? Không có anh, không sẽ không có chuyện nữa. Xin lỗi, phải gì đây chứ. Rồi đây, em vô đây với anh. Xin lỗi gì? Ông làm người ta giận rồi, bây giờ ông xin lỗi. Bây giờ cái ly nó bể, ông gắn lại được không? Đúng rồi. Gắn kiểu gì? Gắn keo. Keo, đưa đây là đặt bãi rồi đấy nha. Không xin lỗi, phải gì đây hết. Lỗi phải gì đây chứ. Em dạy em chứ không. Ai? Nói chứ con người mà ai cũng có thể làm em. Cái gì mình tha lỗi nhau đi. Tha lỗi không con người mà. Tha lỗi cho anh Huy không? Không. Tính hay không? Xong chưa? Lên xe đi, chị thẻ rồi. Xin lỗi rồi mà trời. Có ai nghe anh Huy xin lỗi em không? Không. Anh xin lỗi em. Tụi em không dám bao giờ làm gì anh giận nữa. Để được rầy sắp đi. Chung thủy hộ lòng với anh em. Đây xe của em để bên bờ. Hạnh phúc. Được chưa? Anh giận chưa? Anh giận chưa? Thì ra đây là những câu nói hàng ngày của em nói với bạn. Ở là như vậy. Với ai thì cũng nói như vậy. Chỉ có đây là lần đầu tiên nói với anh thôi. Bây giờ ông muốn nói một cái gì khác, nói cho nghe. Được rồi, được rồi. Vừa đến quảng trường thành phố, các bạn đã nhận được thử thách từ chương trình. Thử thách dành cho hai nhóm là trong 120 phút phải hoàn thành clip phim ngắn của nhóm mình. Nhóm chiến thắng sẽ được một chuyến du ngoạn bằng xe ngựa quanh hồ Xuân Hương. Trời ơi, nhóm thua sau khi giải thưởng đắp mỗi người 20 cái. Khoan, yêu cầu chủ đề Love House ngôi nhà chung, tình yêu, chia tay vì gia đình ngăn cấm, sau đó là Happy Ending. Ok, hiểu chưa? Hiểu. Tình yêu. Nhóm 1. An, Anna, Vy, Tuấn, Quang Bên. Quay.
xuất sắc. Có vi edit là cầm 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 hết luôn. Ôi, có diễn viên nữa. Có đã diễn viên rồi. Ây da, mệt quá vậy ta. Lâu rồi. Thì em, bây giờ xem lại. Có lâu mua. Đây đây, em diễn không có tốt nên cho em ít xuất hiện xíu. Đây này mọi người đọc kỹ nha, kỹ nha. Anh hiểu rồi, nhưng mà ấy là cái mở của anh cho nên ta hiểu một xíu là thằng con nhỏ này nó đang bị công việc cái này kia. Nó đi đây vô tình thì nó bước lên thì thấy một chàng trai đứng đó hát. Nó đứng đó và nó nghe thằng này nó hát, thần thái của thằng này và nó cảm thấy nó thu hút. Anh hiểu không? Trong đó là nó ghi là chuyện tình yêu bị gia đình ngăn cấm bắt buộc phải như vậy. Gia đình ngăn cấm. Chứ không có nói về tình yêu. Trong khi nhóm thứ hai vẫn còn tranh cãi về nội dung đường dây kịch bản phim ngắn của nhóm mình, nhóm thứ nhất đã bắt đầu quay những phân đoạn đầu tiên. 1, 2, 3. Đây. Rồi, rồi cho cảnh cận mặt đi, đi được hay không? Trời ơi, trời ơi. 1, 2, 3, rồi vậy. Rồi, chuẩn bị đi tiếp nha. Rồi, chị cận vô xíu nữa được không? Ok, rồi chơi lại xíu. Chơi lại cái đi. Ủa, quay cận mà sao vậy? Không có thấy được cái... Diễn như y chang như nãy nha. 1, 2, 3. Đẹp không? Mất mặt anh A nha, né xíu. Ok. Đừng dễ thương mà. Đây. Ok, dễ thương rồi. Mình quay nè, mình quay từng nhân vật để mình giới thiệu cái tên đầu tiên, hiểu không? Ok. Đó là okay, mình quay hiểu cảnh sinh hoạt của họ từng nhân vật. Ngồi đây cho nó ấy nè. Mỗi người có một cái ngồi góc này công việc riêng rồi sẵn rồi giới thiệu luôn. Đúng rồi, giới thiệu luôn. Cảnh bố thì đang mặc đồ thể thao cho bố chạy bộ đó. Dừng lại giới thiệu bố này kia. Bố xong cầm điện thoại lên, alo. Con đang ở đâu ạ? Con về đi ăn với bố. Kiểu giống vậy đó. Bố có hẹn rồi, con phải về liền. Hai đứa này đang ngoài ngoài này, kiểu giống vậy. Là cho hẹn một đứa khác, nó kêu về bắt quay. Nó mới xảy ra xung đột. Rồi, tôi là ông anh hai. Em là kẻ thứ ba. Kẻ thứ ba là anh thích bé này. Nhưng mà em là con của đối tác của ông cha. Cho nên là muốn bắt ông anh. Nói về đó cho em. Đúng rồi. Thích một tiếng thừa tiếng này. Ok. Ngày khác gì anh ai cởi áo cởi áo khoác ra. Ok. Rồi giờ anh em mặc gì? Vậy thôi. Mặc vừa không? Hả? Mà cỡ nào cũng phải là có ba ngày, ba bộ đồ. Thôi anh nghĩ cũng không cần thiết phải nhiều đồ đâu. Em nghĩ là đoạn này không cần phải đâu. Đoạn này nhạc vui. Em bây giờ em ngồi đây. Ngồi chỗ góc cái này. Ngồi đây nha. Nghĩa là bây giờ á anh sẽ ngồi xong rồi An đi hái xong rồi tới tặng xong rồi hung Anna một cái xong rồi Anna đứng dậy cái dưới hai người dẫn nhau á, đúng không? Ok. Vậy thì anh bắt cận Anna trước nè anh Tuấn. Bắt cận Anna trước xong rồi tới lúc mà An tới thì mới zoom ra ha, rộng ra hai người. Nè góc này dễ thương nè. Rồi vậy đó. Em ngồi đi. An vô đi. Ê, nó nghe nè, hai người chạy giỡn như y như chạy bộ vậy. Lại có một cái sự gì đó. Không, vô lại được, ok. Gượt dí nhau một xíu. Ok, như chưa? Ông có theo, máy có theo không? Có theo xíu à, theo đây là... Anh phải đến ra phải kém vậy luôn. Không, cái này là ai cố tình chọc em. Ai cố tình chọc em. Tại cái này dốc á. Là vô. Kệ, anh không cần đứng lên đẹp đâu. Nghĩa là anh không cần chuyên nghiệp đâu. Nó không cần gì phải đó. Đẹp đâu. Nó càng tự nhiên càng tốt. Tự nhiên càng tốt. Rồi. Xấu đi. Anh ơi, diễn động tác tay cao lên xíu không có thấy cái tay làm gì hết. Rồi vô đi An. Đúng rồi, dễ thương, đúng rồi. Rồi, okay, rồi. Đó, ít ra nó phải như vậy. Rồi anh ơi, đi. Chạy, đi. Chạy. Lên nữa. Rồi. Cất điện thoại, rồi. Mọi người lại đang coi luôn. Mặt nghiêm trọng quá. Nhưng mà góc mặt đẹp rồi.
Cảnh ngồi đây. Ê, ngồi đây đi nè, ngồi ngồi trên mấy cái bậc thang này dễ thương nè anh. Ok ok. Cảnh này á là bây giờ An sẽ hẹn Anna ra, nhưng mà Anna không ra tại vì Anna đã biết chuyện, đã gặp được một người mà ba học mẹ của An rồi. Cho nên là mới trốn tránh, mới không chịu ra gặp. Là chờ đợi phải không? Đúng. Bên gia đình An đang ép Anna là phải chia tay An. Rồi. Ủa hẹn 9 giờ sao giờ chưa ra? Không biết có ai có bị gì không xíu nữa. Rồi bồn chồn. Ok. Hai. Không biết có ai có bị gì không rồi, gọi điện nhiều lần nha. Gọi điện nhất rồi có tốc độ tăng lên, lần thứ nhất thì bình thường, lần thứ hai là sốt ruột. Thứ ba quý khách vừa gọi. Tuyệt vời, không liên lạc được. Rồi, gọi lại lần nữa. Rồi, gọi lại. Rồi không được rồi, đi. Đúng rồi. Bây giờ là còn thiếu cảnh anh thì nói chuyện với Anna nè. Xong rồi nhưng mà anh gặp Anna phải người lớn gặp mà, phải trong một cái hoàn cảnh gì đó chứ, gặp giữa đường vậy nó hơi kỳ không? Em từ cái gốc cây được lấy cái hộp rồi nè. Em có bất ngờ không? Hả? Em có bất ngờ không? Tại vì mình đẹp đôi quá đó. Trời ơi. Cảm ơn em. Cảm ơn em khen anh. Tại vì anh biết em rất là tự tin. Ừ. Đó, mọi người nhìn vô chứ bây giờ nghĩ không, thật ra là anh không hiện hiện đúng không? Anh không xong rồi nhìn trong đám con gái ai sẽ hợp với anh, với lại nhìn cái thái độ của em trong mọi người nữa, giống như là em cũng kiểu như không có actively looking for anyone, you know, so then the thing that they're actively looking for anyone, for someone like you, cũng là có ai đâu, because you're the only one that I actually like talk to other people. I just thế like, talk to me thế không? Yeah. Những người mà nói là nghĩ là anh với em thì anh không bất ngờ. Why? Mình hợp nhau đến như thế nhưng không phải là cặp đôi. Cậu đến với anh hả? You and who? How do you know me? Come on. Ở làm sao em biết là anh? No, it's not. You said it's not. Anh không nói. Nói đâu còn hay đâu. Em nghĩ là anh hả? Em nghĩ ai? Hình như hồi nãy trong xe em nói là anh hay anh Tuấn? Anh hoặc là anh Tuấn hả? So who would be the girl? I already said it. You hả? No, not me. À? Why would it be me? Tiên hả? No. Tiên hả? Sẽ I like how she's your last option. Tôi nghĩ là đâu phải đâu. À. Thế hả? Hợp hả? Hợp hả? No, the way you act around her. The way I act with her? Hả? The way I act with her hả? Yeah. Bữa nay hả? Ở sáng hả? Every time. Em nhìn người hay quá vậy? Chết rồi. Chết rồi, lỡ không phải sao? Chết rồi, lộ rồi. Anh nghĩ là Anna có một chút... Cái bằng gì? An một xíu. An không để ý Anna như thế nào với những chàng trai kia, những chàng trai khác, nhưng mà kiểu thường Anna hay nói giỡn, nhưng mà vừa nói giỡn mà vừa nói thật, mà giỡn hơi thẳng nữa. Cái đó là do cái tính của Anna, nhưng mà nói chung là An cũng không muốn để ý nhiều quá. Không biết, cái đó là cảm giác của An thôi. Có thể là một cái... Có thể là Anna diễn hay là Anna chỉ... gì đùa vui thôi. Quay cái mặt qua đây xíu. Ờ đúng rồi, cái mặt qua đây xíu, đúng rồi. Đẹp không, đẹp không? 3, 2, 1, action. Khi nào em diễn xong em muốn cắt thì em nói cắt nha. Anh tắt máy nha. Anh cứ cắt thoải mái. Anh thấy ok là được. Chưa đúng không? Ừ, anh thấy ok là được. Ok rồi. Em coi. Lấy chút xíu thôi à. Em muốn lấy cái phần trên này thôi. Như vậy nè. Ok. Được không? Cái đó là cặn của bà. Ừ. Nó trùng, nó sợ bị... Bà là kêu lấy trùng rồi biết đâu. Nó bị xấu quá. Ok. Nghe nói là nó có một đứa con, một đời chồng đúng không? Dạ đúng ba. An nó đã hết xác định là dạ đúng ba rồi.
Còn không là em sẽ cắt cái đó luôn. Cắt cái đó, cái ổ vấn đề nằm đâu vậy ba? Ừ. Thôi, okay. Cái đâu, anh buồn cô mày nha. Ừ. À. Vậy chị ơi, em xin lỗi chị nha, tại vì em đang tham gia một cái chương trình game show á, em muốn quay một cái cảnh là em muốn mượn cô có chừng 5 phút để em quay một cảnh nhỏ thôi không ạ. Dạ. Yeah. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. À, đây đây. Con của em à. À. Con của em. Mẹ con. Mẹ con. Mẹ con. Đây là mẹ, đây, đây là mẹ con. Hello con. Con giả đò đây là cô Anna là mẹ 5 phút, con. 5 phút thôi. Nhìn mắt cô luôn. Rồi cười cái coi. Rồi quay lại đi anh. Ê mà nó dám qua mặt mình. Rồi như nãy luôn nha. Diễn sao diễn lại như nãy luôn nha. Ok. Đúng rồi phải nhớ nó co lại. Ừ ừ đúng rồi. Rồi cắt. Cái góc y như phim Hàn Quốc mấy mấy. Rồi tiếp tục là gì? 1, 2, 3 rồi vô. Bạn sao vậy? Sao tự nhiên hai người chia tay? Thôi đi, tôi thấy sạc ghê á. Cái vấn đề anh đang cần ở đây là chuyện tình cảm với hai người, chứ không phải là cái vấn đề mà tiền bạc hay là danh vọng. Bà không hiểu đâu. Ok, nếu mà tôi không hiểu, bà quyết định như bà vậy hiểu rồi. Tôi mà, đúng không? Bà hiểu vì sao tôi phải làm như vậy mà. 1, 2, 3, quay. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi bà. Ê nè, hey! Mày đi đâu đây? Mày đi đâu đây? Con này con nào hả? Con này là con nào? Bồ con mà bà. Ba con đó kìa. Mất dạy. Ba coi nó kìa. Mất dạy. Tao nói mày rồi. Mày quen công ty không quen, nhà nó giàu quá, quen con này làm chi. Không có hột lúa ăn luôn. Rồi tắt được rồi. Em giàu nè mọi người. Đâu á, đâu á. Có nghĩa là nè, hai người bước vô đúng không? An khoác da thằng cái, xong rồi cái chị vậy đó, xong cái chị là đâu nhìn thẳng mặt đi. Ok. Không. Rồi vậy cơ. Okay, chứ còn bước vô cầu hôn thì giống như là chuẩn bị sẵn vậy thôi. Mình cho chuyện một chút xíu xong mà anh quay. Lãng mạn hơn là ôm nhau chứ. Toàn là vi cắt được, đúng không? Em quay lại cái này quay một sụt nó đẹp hơn. Ok, em quay quay vậy vậy. Ok. Hai người đang có chiều hướng đứng bị như vậy. Bẻ ra đây giùm em xíu. Ok, okay, okay không? Ok. Rồi. Chuẩn bị. Diễn. Cầm em đi, cầm em. Ơi cái đầu dơ dễ sợ. Sao biết dơ? Sao biết dơ? Khùng. Rồi, ôm nhau nhìn vào hướng thế nào? Nhìn vào một hướng hả? Nhìn thêm cái mừng nữa. Ôi. Được rồi. Ok, thấy cũng hợp lý đâu. Khỏi đỡ phải công đỡ phải cắt tới cắt lui. An và Anna có vẻ như càng lúc càng thân thiết và cởi mở với nhau hơn. Thiệt hả? Trời ơi, thiệt luôn. Thiệt luôn. Thiệt luôn. Ở đây. Ở cái vừa để ra nè. Cắt máy không nói. Cắt máy không nói.
cái cô đó, anh chạy tới anh hỏi anh cô đó. Thì ủa? Đó, hồi nãy em kêu anh quay, ủa? Không chịu. À, anh làm gì công tôi vậy? Cái anh hỏi, ủa là sao? Cô là cái gì? Cái gì của cô? 28 phút. Rồi, là ra vấn đề luôn rồi. Thì đó, nhưng mà em kêu là giữ con bé lại quay cảnh đó đi. Ôi, bây giờ sao đâu, okay. Đi mất tiêu rồi. Có 28 phút rồi. Nhờ kiếm nước khác, đừng có quay cái mặt thôi. Kiếm đi khác, đừng có quay cái mặt, kêu là cái đó kêu là cô thôi. Anh chỉ cần chạy tới hỏi nó xong rồi kêu, ủa anh làm gì công tôi vậy? Cái nó ủa là con, cái anh xong rồi. Trong khi nhóm thứ nhất vẫn còn quay thì nhóm thứ hai đã bắt tay vào dựng thành phẩm của các bạn ấy. À, cái lúc bà không cần bà quay thì bà lại quay. Anh kỳ cục lắm. Có quay mà lại có coi. Chết luôn, tôi tức tôi chết rồi làm gì không biết. Cái này giống ba thằng bạn dành đứa bồ quá. Dễ thương à. Mình bắt đầu... mọi người hiểu lầm đó là hậu trường của mình đó, không phải hậu trường nha. Kệ đi. Nói cho mọi người đó không phải là hậu trường nha. Tức là người ta xem phim nhưng mà mình vừa đứng một bên mình giải thích. Mình giải thích. Mình phụ đề vô. Mình phụ đề vô. Thôi vì mình viết phụ đề thì mình phụ đề bằng tiếng của mình. Rồi, vô đi anh. Vô đi. À, chào con. Con. À, nghe ông hỏi nè. Ủa, mẹ của con đâu? Mẹ con đâu? Đi đi con. Đứng lên đi anh. Yeah. Thì ra mình hiểu lầm nó rồi. Vợ giống ba tôi quá. Đẹp lắm luôn á. Coi cái ánh sáng nè. Thôi dừng. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Dạ. Hết thời gian thực hiện thử thách, các bạn tập trung lại quảng trường và chào đón 5 bạn khán giả trẻ sẽ là 5 vị giám khảo để bình chọn phim ngắn cho hai đội. Đội chiến thắng sẽ được đi tham quan một vòng Hồ Xuân Hương bằng xe ngựa. Đội thua cuộc sẽ phải hít đất 20 cái tại chỗ. Ghế tiếp. Wow. 20 cái lần đó mọi người ơi. Hả? Vâng, sau đây sau khoảng 120 phút chúng ta làm cái clip gọi là một cái phim ngắn. Thì sau đây là cuộc một buổi trình chiếu. Phim mình thì có một nội dung khá là đặc biệt. Các bạn xem, các bạn nên nghe nhạc và xem phim. Gỡ cái não ra xong rồi gắn vô. Nói thật sự anh muốn nói là khi các bạn xem cái bộ phim của anh á phải là tỉnh táo nha. Ghê vậy thôi, thông điệp vậy thôi. Cảnh quay rất là đẹp, rất là thơ mộng mấy đứa ơi. Kiên nhẫn của em. Em hiểu được lại quy tụi em cao. Đúng rồi, rất là. Tại vì anh thấy tụi em giỏi mà, thông minh mà, gì đâu. Đứa nào đứa nấy mặt sáng láng, đẹp đẹp lắm mấy đứa. Dạ. Rồi. Đây. Đi, để em nhắn của anh nha. Mấy đứa tự coi. Để các bạn coi đi. Phiên trôi qua giật mình nhìn lại thấy anh đã xa lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người rồi bỗng một ngày như trở về tuổi 20 là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi. Ai sợ em sẽ từ chối do anh khói là người khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu về ký ức và những câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Cái
nè, coi vô là không biết giống ai. Ba. Rồi nói gì nữa? Nói đi em đi. Nói gì? Nói chung đó là nãy giờ mình vẫn vui thôi. Vẫn vui thôi, đang tập thôi, tập một cái phân cảnh nhỏ thôi. Tập, tại vì thử xem. Rủ tụi mình về nhà thôi, về nhà nghỉ ngơi mọi người, về đi. Thôi tập một phân cảnh nhỏ trong bộ phim Love House. Ờ, Love House. Phân cảnh nhỏ thôi. Bộ phim Love House, một phân cảnh nhỏ. Đang quay em nên nè, quay cận giùm em con này á. Dạ. Thề luôn biết gì nữa. Biết gì vậy? Rồi ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Chị đây là biết chơi ngựa rồi. Vâng anh. Cho coi trên này luôn nha, tại vì hết dung lượng cái sale rồi. Bắn qua cho em đi. Ý là hết dung lượng. Không phải xem được không hả? Xóa đi, xóa bớt đi. Cảm ơn. Clip bên này đi, hết thời gian rồi mọi người ơi. Chưa có sale clip này thì xóa clip gốc nó mất hết trơn luôn. Bắn ơi, đừng quay. Không có hút được. Cái kỳ á. Ê, từ em thôi phục clip gốc đi. Phục. Trong album nè. Vô thùng rác đi, vô thùng rác lấy vô lại. Không có thùng rác luôn. Có thùng rác đây, lấy chờ em chờ. Ở đây tự xóa luôn. Khoan, thùng rác nè. Nè, đã xóa lên đây. Rồi lấy vô lại. Không được. Sao vậy? Sao mất luôn rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ chấp nhận thua đi, tối nay về mình tự làm clip lại. Nói chung là trải qua một cái quá trình 2 tiếng đồng hồ để mà làm một cái phim ngắn thì nói chung là phim ngắn rất là chỉnh chu, nhưng mà một điều là rất là không được may mắn là phút 90 thì một cái động thái là điện thoại hết pin làm sao đó thì chưa kịp lưu file thì nó đã bị mất, cũng do sự sa sút của cả nhóm là khi mà dựng lại thì không chịu quan sát pin, thì cũng đó là một điều rất là thiếu sót. Còn riêng về đội bên kia thì chúc mừng nha. Chúc mừng có sản phẩm ok. Không phục. Cảm ơn mấy em khảo rất nhiều. Mấy em khảo ý kiến gì không ạ? Có ý kiến không các em? Có ý kiến gì phim không ạ? Hay hả? Hay hả? Đợt em coi tụi em có hiểu không? Em đúng hiểu. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Bye bye. Anh có ý kiến này tại vì mình cũng có thấy sự cố gắng của đội bạn thì đó chỉ là sai suất thôi, nên mình vẫn sẽ xem lại cái kết quả của đội bạn làm, nhưng mà để tối về đi rồi đúng rồi. Xem lại. Okay. Nếu mà chỉ có một cái xe ngựa thôi, đội chiến thắng cứ đi, đội tôi sẽ về xe để ngồi làm lại cái clip này để tối chúng ta có cái để coi. Nhưng mà okay, bài cũng được, okay, nó hình phạt okay, đó. Okay, 3 4 4 15 15 16 17 18 19 20. Anh thích cô bé Tiên của bây giờ hơn. Sao? Thì em nói nhiều hơn mấy ngày đầu. Nói nhiều hơn mà. Vui hơn mấy ngày đầu. Thì lúc đầu em đã nói với anh là khi mà em chưa tiếp xúc thì em sẽ không có diện người nghèo. Trong khi đội chiến thắng được đi tham quan một vòng Hồ Xuân Hương bằng xe ngựa, đội thua cuộc bắt tay vào dựng thành phẩm của các bạn ấy. Alo. Alo ba. Có khỏe không? Khỏe mà, có khỏe không? Dạ là công việc có không sao rồi? Ổn ơi. Ổn hả? Ừ. Rồi khi nào tính dắt con dâu về cho ba đây? Dạ con là định dắt sắp tới dắt hả ba. Vậy hả? Ừ.
Thôi làm sao làm nha, chứ là ba mẹ non lắm đó. Thôi chắc mẹ sẽ thích. Con giữ gìn sức khỏe cho con. Rồi chào con. Ba nghe chú Hai nói là con quen người đó là đã có một đời chồng và có một đứa con rồi đúng không? Sao không chẳng quen? Ủa, vấn đề nằm ở đâu vậy bác? Vấn đề là bây giờ gia đình mình là một gia đình gia giáo và ba mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cái việc bác con của ba phải cưới một người vợ như vậy. Ba mẹ sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Ba nghe con nè. Nếu như mà cô thơ con trai của tôi á thì là mới tránh xa con trai của tôi thôi. Nhưng mà bác, con trai của tôi đang có một tương lai tốt và tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận con trai tôi sẽ lấy một người như cô. Thôi rồi, tôi sẽ cho cô một số tiền và bây giờ cô hãy ôm số tiền đó và bỏ đi thật xa. Gia đình ông An ổng có cấm cản đi chăng nữa thì ông An vẫn chấp nhận. Thì vấn đề ổng đã chấp nhận rồi, tại sao bà lại chủ động chia tay? Bà hiểu vì sao tôi phải làm như vậy mà. Nhưng mà bà phải cố gắng lên, phải chiến đấu vì hạnh phúc của hai người chứ. Bà có biết là ông An ổng chỉ cần chuyện tình cảm của hai người chứ ông không cần tiền bạc hay vật chất bất cứ cái gì từ gia đình không? Sao bà lại làm như vậy? Bây giờ tôi cũng không biết thì sao nữa. Bà mới phát hiện thằng cu bữa bà gặp đó là con người khác. Con người khác ơi, con tưởng chuyện gì mà mày nữa, mày không có chuyện gì cái tự nghĩ cho đi. Cũng đúng giờ rồi. Thôi rồi, từ nay thì ba sẽ không xen vào chuyện hay tình cảm hai đứa nữa, được chưa? Cảm ơn bà nè. Làm sao làm á, thanh xuân người ta lệ một cưới sớm đi. Mẹ ở nhà cũng có cháu rồi đó, tôi cũng đi cưới rồi. Đây đây. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhạt anh đã vẫn xa. Qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Sớ chia những buồn vui, lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Kết thúc thử thách làm phim ngắn chung với nhau, tình cảm của các bạn đã có sự chuyển biến. An và Anna tỏ ra khá thân mật với nhau. Phú đã để ý hơn về cô bé Tiên hồn nhiên. C và anh Thi có sự hợp nhau khi làm việc nhóm.
còn Tuấn và Thi phối hợp khá ăn ý. Mời quý khán giả đón xem tập tiếp theo vào 22:45 thứ ba hàng tuần trên HTV7. Mai nghĩ trong đầu.